mang lại lợi nhuận hơn thì có thể là có đó, nhưng mà làm phát triển cái thương hiệu của mình lên đó, thì không. Tại vì là các bạn thấy là người ta không sử dụng thương hiệu của Lado Food, mà người ta bắt Lado Food là chỉ sản xuất ra cái chai sản phẩm đó thôi, và gắn hoàn toàn một cái thương hiệu khác vào, đó là thương hiệu của cái bên mua vào, và họ bán ra ngoài thị trường như vậy. Thì các bạn thấy là nếu như chúng ta chấp nhận cái đơn hàng này và cùng bán một cái mặt hàng tương tự như vậy và cùng ở trên một cái thị trường, thì rất có thể là tạo ra cái đối thủ cạnh tranh cho chính mình. Và các bạn biết là cái mặt hàng Vang Đà Lạt là một trong những cái mặt hàng gọi là độc quyền ha, độc quyền của Lando Food, và cũng được rất là nhiều người yêu thích. Và thậm chí là khi bạn cô người ta ở nước ngoài, người ta về đây và người ta uống thử Vang Đà Lạt, mặc dù tất nhiên Vang Đà Lạt mình thì cũng không bằng Vang nhập rồi đúng không, nhưng mà người ta vẫn vẫn khen, tức là người ta nói là không nghĩ được rằng là ở Việt Nam lại có một công ty có thể sản xuất ra cái rượu vang mà có chất lượng như vậy. Để các bạn thấy là đó là một cái ví dụ là chúng ta đi sản xuất giùm cho người khác đó, là gọi là giống như là Pepsi, người ta phát triển cái thương hiệu riêng của mình nhưng mà người ta không tự sản xuất, người ta đi thuê bên thứ ba để sản xuất một cái công ty sản xuất nào đó. Thì các bạn thấy là cái trường hợp mà người ta chấp nhận dùng cái sản phẩm của mình gắn tên thương hiệu của người khác vào khi mà họ không chiếm lĩnh được thị trường, đúng không? Họ không cạnh tranh lại được với những cái thương hiệu lớn, thì họ cần những cái mối làm ăn như vậy để họ ổn định cái đầu ra về sản phẩm của mình. Nhưng những cái thương hiệu mà họ đã có một cái vị trí, một cái giá trị thương hiệu nào đó và có một cái thị phần nhất định nào đó ở trong thị trường rồi, thì nếu như chúng ta lại đi gia công cho một bên khác, người ta sử dụng sản phẩm của mình gắn thương hiệu của họ vào, thì mình đang tạo ra cái đối thủ cạnh tranh cho chính mình và rất là dễ mất đi cái cơ hội phát triển và đảm bảo cái thương hiệu của mình. Tại vì các bạn biết là tất nhiên cái việc mà đầu tiên để mà xây dựng và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm á, nó phải trải qua cái yếu tố là chất lượng sản phẩm, đúng không? Phải trải qua cái phần cứng trước rồi mới tới đi tới cái phần mềm sau. Vậy thì để mà chúng ta xây dựng được cái giá trị thương hiệu thì việc đầu tiên phải đảm bảo được sản phẩm của chúng ta có chất lượng. Vậy thì cái bên này đó, người ta có thể sử dụng sản phẩm của có chất lượng của mình, và có thể người ta có thế mạnh của họ về cái lĩnh vực phân phối, về cái lĩnh vực truyền thông marketing hơn, thì rất có thể họ sẽ hình thành một cái thương hiệu tốt hơn mình, mạnh hơn mình, mà một hồi mình mất đi thị phần. Đúng không? Ví dụ như là Pepsi, người ta không sản xuất cái gì hết đó, nhưng mà người ta có một cái hệ thống phân phối rất là lớn và cũng đã có gọi là thương hiệu của mình trong cái lĩnh vực là nhà phân phối rồi, đúng không ạ? Và bây giờ thay vì mình vừa sản xuất mình vừa làm marketing thì rõ ràng là mình sẽ tốn kém chi phí ở hai lĩnh vực luôn. Còn bây giờ gì, họ chỉ tập trung vào marketing thôi, còn bên sản xuất người ta đã thuê rồi, người ta không có cần đầu tư máy móc thiết bị, không cần quản lý nhân sự, không cần phải logistics đầu ra đầu vào về nguyên nhân vật liệu gì cả, thì rõ ràng họ sẽ có thể là có cái lợi thế hơn. Do đó là chúng ta cũng phải lưu ý một vài cái trường hợp như vậy ha. Rồi trường hợp thứ ba là đồng sở hữu. Rồi trường hợp quan cái thương hiệu của nhà phân phối này, thì các bạn thấy là một cái trường hợp đặc biệt nữa, như hôm bữa cô nói với các bạn đó, là ví dụ như là Nike chẳng hạn, họ không có nhà máy sản xuất, nhưng mà và họ cũng không có phân xưởng luôn, họ chỉ đi thuê cái bên gia công ha, và những cái bên gia công này họ sản xuất và họ sản xuất theo cái hợp đồng, theo cái mẫu thiết kế của Nike, tức là họ sẽ gia công ở Việt Nam và những cái nước đang phát triển để tiết kiệm các cái chi phí đầu tư về nhà xưởng cũng như là chi phí về về nhân công, thì họ còn được, tức là những họ sẽ chọn những nước đang phát triển hơn, những cái nước nghèo quá, thì rõ ràng là cái chi phí về về sản xuất nó sẽ thấp hơn. Thì các bạn thấy là Nike chỉ thiết kế sản phẩm và quản lý thương hiệu và hệ thống phân phối của mình thôi, chứ họ không có phân xưởng sản xuất, đúng không? Và cái trường hợp thứ ba là trường hợp đồng sở hữu. Ví dụ như là các bạn thấy là có cái thương hiệu đồng sở hữu đó là ví dụ như là thương hiệu Sony Ericsson chẳng hạn. Sony Ericsson
Thì đây là một cái thương hiệu đồng sở hữu của công ty Sony và công ty Ericsson. Thì đây là một cái hình thức mà người ta liên kết trong quá trình sản xuất. Thì Ericsson là công ty sản xuất cái hạ tầng viễn thông ha. Còn Sony thì họ có thế mạnh trong việc sản xuất thiết bị điện tử. Thì hai bên này họ liên kết lại với nhau để tạo ra nhãn hiệu điện thoại di động Sony Ericsson. Còn lại tất cả những hoạt động kinh doanh khác của hai bên này đều riêng biệt. Đều riêng biệt thì các bạn thấy là hiện tại thì cũng có rất là nhiều cái thương hiệu mà đồng sở hữu như vậy. Ví dụ như là Versace chẳng hạn, người ta liên kết với S&M chẳng hạn để tạo ra một cái thương hiệu bình dân ở cho cái phân khúc khách hàng tầm trung. Thì họ tạo ra một cái thương hiệu sở hữu chung như vậy với một cái tên gọi khác luôn ha. Với một cái tên gọi khác luôn. Còn lại thì cái việc phát triển của Versace với lại là của S&M riêng của họ thì nó vẫn hoạt động theo cách bình thường và tất bật. Thì đó là cái trường hợp đồng sở hữu. Thì chúng ta sẽ điểm qua để chúng ta thấy được là nó sẽ có một số các cái hình thức về sở hữu thương hiệu như vậy nha. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là cái đó là việc sở hữu. Như vậy thì cái gì thì có thể gắn được cái thương hiệu lên? Thì các bạn thấy là sản phẩm nè. Rồi là dịch vụ nè. Thì sản phẩm thì các bạn thấy là nó được định nghĩa trong marketing, đó là bất cứ cái gì mà được đưa ra thị trường để trao đổi mua bán mà có thể thỏa mãn nhu cầu của khách hàng thì được công nhận là sản phẩm hết. Như vậy thì nó có thể dưới dạng là vật phẩm nè, rồi là dịch vụ nè, địa điểm nè, ví dụ như là Đà Lạt với góc độ là điểm du lịch, hoặc là các cái tổ chức, hoặc là thậm chí là những cái ý tưởng vân vân. Bây giờ thì nó cái công nghệ nó phát triển, như hồi nãy các bạn coi ở trong cái đoạn trình chiếu đó thì các bạn thấy là những gọi là dịch vụ ha, gọi là những cái dịch vụ về mạng ha, về tra cứu, ví dụ như là YouTube, ví dụ như Facebook, vân vân. Thì các bạn thấy là nó ở dưới nhiều dạng khác nhau ha, thì mình vẫn có thể gắn thương hiệu cho nó và phát triển quản lý những cái thương hiệu đó. Rồi là thương hiệu của nhà cung cấp các cái sản phẩm dịch vụ nè, thương hiệu của người bán lẻ và người phân phối nè, ví dụ như là Sainsbury's, Co-op nè, đúng không, Walmart nè. Ở Việt Nam mình thì có cái gì các bạn, hệ thống Metro, rồi là cái gì, Co-op Mart, City Mart, Big C, vân vân, là những cái thương hiệu của nhà bán lẻ và nhà phân phối, ví dụ như là Vinmart nè, đúng không, rồi là Thế Giới Di Động nè, Bách Hóa Xanh nè, đó là những cái thương hiệu đó. Con người và tổ chức, ví dụ như là David Beckham nè, Madonna nè, rồi các bạn thấy là Harry Potter, cái thương hiệu Harry Potter ha, thì cách đây chắc cả chục năm rồi á, thì nó cũng đã được định giá là 15 triệu đô cho cái thương hiệu Harry Potter rồi. Là một cái gọi là một cái nhân vật hư cấu thôi, ở trong một cái bộ truyện tranh, một cái bộ truyện thôi, nhưng mà nó nổi tiếng ha, và cũng được xây dựng cái thương hiệu cho nó, và nó định giá là 15 triệu đô. Thì các bạn thấy là cái hình ảnh của cái thương hiệu cá nhân David Beckham thì các bạn thấy là được xây dựng dựa trên hình ảnh là một cái người hình ảnh trung vệ ha, đội trưởng của đội tuyển Anh. Và các bạn biết là cách đây khoảng cỡ 4 năm thì David Beckham có bốn cái công ty để mà quản lý cái thương hiệu này, tức là có bốn cái công ty chỉ để quản lý cái thương hiệu này ở các cái lĩnh vực khác nhau. Thì là quảng cáo thì xuất hiện ở tài trợ ở những cái nhãn hàng ha, hoặc là đại diện thương hiệu cho các nhãn hàng này, rồi xuất hiện ở trong các cái sự kiện về về kinh tế này, vân vân. Thì các bạn thấy là cái câu chuyện mà xoay quanh cái hình ảnh của David Beckham này, các bạn thấy là đối với châu Âu á, đối với thị trường Mỹ châu Âu thì người ta rất là ngưỡng mộ cái hình ảnh như vậy. Thì các bạn thấy là lúc mà cái đội trưởng Anh, tuyển Anh này, David Beckham này tham gia vào World Cup, tức là trong cái quá trình huấn luyện để mà thi đấu thì cấm không được đi ra ngoài để gặp những người quen của mình, đặc biệt là không được gặp bạn gái, tức là sợ là gây sao nhãng trong cái quá trình thi đấu các bạn ha.
Thì các bạn biết là David Beckham đã có một cái hành động là trèo rào đi ra thăm bạn gái, xong rồi là gì, bị phát hiện ra và bị đuổi về luôn, tức là cấm không cho đấu trong cái trận đó luôn. Thì thông qua tức là qua cái sự kiện đó là các bạn biết là được các cô gái rất là ngưỡng mộ về cái tinh thần gọi là bất chấp này ha, rồi là một cái mẫu đàn ông rất là lý tưởng ở cho ở ở Anh nữa. Thì các bạn biết là ở Việt Nam của chúng ta thì là các bạn thấy người ta nói là chỉ nên sinh hai đứa thôi ha. Nhưng mà các bạn thấy là gia đình của David Beckham thì sao, là một người rất là điển trai, rất là tài giỏi đấy, rất là phong độ, giàu có. Tuy nhiên rất là chung thủy, chỉ có một bà vợ thôi. Tới bây giờ thì vẫn có một bà vợ thôi ha. Đó là Victoria Beckham, là một cựu ca sĩ ở trong nhóm Spice Girls. Thì với cái gia đình rất là đông con, hiện tại thì tới 4 người con luôn rồi ha. Thì một cái gia đình đông con và chung thủy như vậy là mỗi người đàn ông điển hình ở cái xứ sở đó. Rồi các bạn thấy một cái hình ảnh là gì? David Beckham gọi là được đề cử nhận cái ngọn đuốc trong cái một kỳ Olympic. Thì các bạn thấy là cái hình ảnh rất là được coi trọng, thì mới được đề cử để đại diện nhận cái ngọn đuốc này, và một vài cái hình ảnh làm đại diện thương hiệu cho Pepsi ở đây. Vậy không ạ, là về gọi là hình ảnh thương hiệu cá nhân ha. Rồi ở đây thì các bạn thấy là Walt Disney ha, đây là ông Walt Disney nè. Thì các bạn thấy Walt Disney thì tiền thân của nó là một cái hãng phim hoạt hình rất là nổi tiếng. Thì trước đây khi mà ra đời đó thì các bạn thấy là nó hoạt động ở lĩnh vực là sản xuất phim ha, và đặc biệt là những cái phim cổ tích. Các bạn thấy là ở trong cái logo của nó cũng thể hiện cái điều đó, một cái tòa lâu đài này đúng không, một cái tòa lâu đài và một cái cầu vòng bắc ngang qua. Thì lâu đài thì có chuyện cổ tích thôi, công chúa hoàng tử thôi, nhưng nó cũng được đưa vào trong cái thiết kế về cái logo này. Thì thương hiệu Walt Disney Pictures này là cái thương hiệu cho cái hãng phim hoạt hình. Thì đây là một trong những thương hiệu có giá trị trong top 10 trên thế giới ha. Và hiện tại thì Walt Disney người ta còn phát triển thêm một cái lĩnh vực nữa là hệ thống bán lẻ, là Disney Store. Thì các bạn thấy một cái đặc trưng của cái hãng này á, là mỗi một cái nhân vật do Walt Disney tạo ra là một thương hiệu. Như hôm bữa cô nói với các bạn đó, cho nên là muốn in hình á, thì mình phải ký hợp đồng để mà được sử dụng cái hình ảnh đó. Tại Việt Nam mà, tại Việt Nam thì hôm bữa cô nói có gốm sứ Minh Long ha, thì mua bản quyền của Walt Disney dưới dạng nhượng quyền. Thì cứ mỗi khi mình in một cái câu thố nào đó trên một cái sản phẩm nào đó thì phải trả một số tiền cho Walt Disney. Thì các bạn thấy là thương hiệu của một cái công ty thì sẽ được sở hữu mãi mãi bởi công ty đó. Tuy nhiên là thương hiệu cho các nhân vật được tạo ra bởi Walt Disney thì nó có một cái đặc tính là gì? Mỗi nhân vật như vậy thì nó cũng sẽ có tuổi các bạn, cái tuổi của các nhân vật đó. Thì ví dụ như là một cái nhân vật được tạo ra là được sinh ra đời đúng không, cho tới khi cái nhân vật đó 80 tuổi, tức là kỷ niệm 80 năm ngày sinh, thì nó tự động nó hết quyền bảo hộ trí tuệ và nó được đưa vào làm di sản của nhân loại ha các bạn ha, đưa vào làm di sản của nhân loại. Và lúc này thì nếu chúng ta có in á, thì chúng ta gọi là đang sử dụng di sản của nhân loại, được sử dụng chung chứ chúng ta không cần phải trả tiền nữa. Ví dụ như là Mickey kỷ niệm 80 năm ngày sinh rồi, thì cái hình ảnh công chúa Mickey này nếu như là chúng ta sử dụng á, thì gọi là sử dụng cái di sản của nhân loại chứ nó không phải thuộc quyền sở hữu của Walt Disney nữa. Nó là một cái đặc điểm như vậy. Thì các bạn thấy là khi học về cái môn này thì cũng có những cái điều rất là lạ lùng ha, rất là lạ lùng và rất là thú vị. Và các bạn thấy là thương hiệu thì rõ ràng là cái giá trị của nó rất là lớn đúng không? Thương hiệu thì cái giá trị của nó rất là lớn, và bởi vì nó mang lại rất là nhiều các cái hiệu quả. Và trong cái hoạt động kinh doanh cũng như là tạo ra các cái giá trị cho các doanh nghiệp. Thì các bạn thấy đây là
cái bảng xếp hạng của các cái thương hiệu tại Việt Nam chúng ta này, ví dụ bạn thấy là người ta xếp hạng thông qua ba cái tiêu chí ha, đó là cái điểm tiếp cận người tiêu dùng, tỷ lệ ủng hộ mua và cái tần suất mua, thì các bạn thấy là cái xếp hạng của Vinamilk vào năm 2012 2013 là dẫn đầu này, đúng không ạ? Đó, các bạn thấy là năm cái thương hiệu đầu tiên thì nó không có gì thay đổi, nhưng mà Nestle, Nestle thì các bạn thấy là 2012 là nó xếp thứ 8, 2013 là xếp thứ 6 rồi này. Đây là một bảng xếp hạng thương hiệu mạnh vào năm 2017, thì các bạn thấy là cái đặc điểm đó là những cái năm gần đây á, thì những cái thương hiệu mang cái tính công nghệ hoạt động bên cái lĩnh vực về technology á, thì nó lại ngoi lên, nó chiếm các cái vị thế dẫn đầu hơn là những cái thương hiệu về hàng tiêu dùng, để chúng ta thấy cái xu hướng công nghệ nó tác động lớn như thế nào, mà nó có thể tạo ra các cái giá trị rất là nhanh chóng. Tức là những cái thương hiệu này, ví dụ như Google, ví dụ như là Facebook, vân vân, thì các bạn thấy nó mới sinh ra đây thôi. Còn Coca-Cola làm rất là lâu rồi, đúng không ạ? Nhưng mà nó vẫn có thể xây dựng được cái giá trị thương hiệu lớn hơn nhiều. Cho nên là công nghệ là một cái xu hướng ha. Và cái lý do vì sao mà thương hiệu nó lại có cái giá trị lớn như vậy, đó là các bạn thấy là thương hiệu là cái yếu tố mà nó giúp báo hiệu cho khách hàng những cái thuộc tính mà sản phẩm mà khách hàng nhận được đó. Bởi vì là nó thể hiện cái uy tín và cái tầm nhìn, cái lời hứa của công ty đối với khách hàng. Nó tạo nên một cái sự khác biệt, cũng như là những cái mối quan tâm, cái sự chú ý đối với cái sản phẩm của khách hàng ha. Và các bạn thấy là hiện tại đó thì khách hàng phải đối mặt với một cái sự nhiễu loạn, tức là rất là nhiều những cái sản phẩm tiêu dùng ở trên thị trường, cho nên là người ta nói là hãy là người tiêu dùng thông minh á, tức là hãy chọn đúng cái sản phẩm có chất lượng chứ đừng có mua tầm bậy đó. Nhưng mà làm sao để chọn được, bây giờ mình không thể nào phán đoán được hết những cái chất lượng hoặc đặc tính của sản phẩm ha, mình không thể nào phán đoán được hết, bởi vì mình không thể trải nghiệm được hết từng đó cái sản phẩm ở trên thị trường được. Những cái sản phẩm, thậm chí là những cái sản phẩm mà các bạn có thể ăn thử được hoặc là thử tại chỗ được thì chúng ta cũng có thể là thôi thử, nhưng mà một số những cái sản phẩm mà các bạn mua về các bạn sử dụng lâu dài thì các bạn mới thấy được hết cái công dụng và cái chất lượng của nó. Ví dụ các bạn sử dụng máy tính nè, thậm chí là những cái sản phẩm mang tính trải nghiệm, ví dụ như là các bạn đi du lịch, đặt những cái tour đi du lịch, hoặc là các bạn mua những chiếc ô tô, nó ảnh hưởng tới rất là cả một cái quá trình sử dụng của chúng ta không thể nào thử được á ha. Cho nên là để trở thành người tiêu dùng thông minh thì khách hàng có thể phải giảm đi cái rủi ro của mình bằng cách là sử dụng cái định hướng là chọn những cái thương hiệu ha, chọn những cái thương hiệu mà mình biết, những cái thương hiệu mà uy tín, những cái thương hiệu đã được công nhận, đã được nhiều người yêu thích và nhiều người gửi cái phản hồi tốt về nó, để giảm cái sự rủi ro của mình trong cái quá trình lựa chọn và mua sản phẩm. Thì họ đang dựa trên cái gì các bạn? Họ dựa trên cái sức mạnh của thương hiệu. Họ dựa trên thương hiệu ha, dựa trên cái tiêu chí về thương hiệu để lựa chọn cái sản phẩm. Nhưng mà những cái khách hàng này á thì họ lại chưa bao giờ trải nghiệm sản phẩm đó cả. Vậy thì họ đang dựa trên những cái thông tin về quá khứ, đúng không? Tức là những cái phản hồi của những người đi trước, những cái cảm nhận của những người đi trước, nó tạo ra một cái sức kéo của cái thương hiệu đó. Rồi là các bạn thấy là những cái giá trị này đó, nó sẽ phát triển cái lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu và lôi kéo lòng trung thành của những khách hàng mới, từ đó nó có thể chuyển thành cái lợi nhuận tài chính cho công ty, và nó cũng sẽ giảm đi cái rủi ro trong quyết định mua. Thì các bạn thấy là ví dụ như các bạn đi cắt tóc chẳng hạn, các bạn có xem cái phân đoạn của bộ phim Mr. Bean này, lúc mà Mr. Bean vào ở trong một cái tiệm cắt tóc không ạ? Thì ví dụ như bây giờ các bạn chọn để cắt tóc chẳng hạn, thì đó là một cái trải nghiệm mà các bạn đưa cái đầu các bạn vô, xong rồi các bạn mới biết được là các bạn chọn đúng hay là sai, đúng không? Trong ngày nào thử được nha. Và bây giờ để chọn
các bạn vào cái tiệm cắt tóc nào thì các bạn sẽ dựa trên gì đó các bạn, cái uy tín ha, cái độ nổi tiếng ha, những feedback của những khách hàng khác trước đó đã sử dụng và cái niềm tin của họ vào trong cái tiệm cắt tóc đó để giới thiệu cho các bạn chẳng hạn. À, để các bạn thấy là một thương hiệu có thể có được khách hàng nhưng phải là một cái quá trình chứ không phải dễ dàng. Đi qua cái câu chuyện mà các bạn coi là gì, Mr. Bean khi mà ổng đi cắt tóc á ha, trong bộ phim này là ổng đi cắt tóc luôn, ổng vô cái tiệm cắt tóc này và ổng thấy rất là đông khách và ổng suy nghĩ là gì, dễ kiếm tiền quá cho nên là ổng cũng mở ra một cái tiệm cắt tóc ha, và người ta tới để cắt tóc thì các bạn thấy cái hậu quả là gì ha. Cho nên là khi mà người ta muốn giảm rủi ro trong cái quá trình tiêu sắm, mua sắm tiêu dùng của mình đó, thì người ta cũng dựa trên cái thương hiệu hoặc một cái dấu hiệu gì đó để người ta giảm rủi ro nó đi. Ví dụ như là các bạn biết là ở Việt Nam mình đó, thì ít có người đạo Hồi ha, nhưng mà ở những cái đất nước mà có nhiều người họ theo đạo Hồi á, thì khi mà họ đi ăn uống ở bên ngoài á thì họ lại sợ cái rủi ro đó là họ ăn phải những cái thức ăn cấm kỵ ở trong cái đạo của mình. Và những người đạo Hồi này đó thì họ sẽ ăn một cái thức ăn gọi là thức ăn hala, thức ăn hala, gọi hala đó. Thì cái thức ăn này, cái nguyên tắc của việc làm thức ăn hala cho người đạo Hồi đó là nó không bắt nguồn từ thịt heo, tức là họ không ăn thịt heo, và nó dựa trên nguyên tắc đó là người giết cái con vật này á phải là một người Hồi giáo, bắt buộc phải là một người Hồi giáo, và trước khi giết á, thì phải đọc cho cái con vật này nghe một cái đoạn kinh bắt buộc ở trong cái kinh Hồi giáo của họ. Và khi giết mổ con vật á thì người ta phải dùng dao thật là bén và người ta phải có cái cách là đâm một cái là cái con vật này nó chết ngay. À, và đồng thời là cũng phải tuân theo một số các cái nguyên tắc khác trong việc sử dụng gia vị vân vân khi mà chế biến thức ăn. Thì các bạn thấy là họ cũng không biết là có rất là nhiều quán, người ta cũng mở ra, người ta nói là thức ăn cho người Hồi giáo, nhưng mà những người họ theo đạo thực sự đó thì họ phải tìm ra được cái thức ăn halal này. À, thì các cái cửa tiệm có gắn cái dấu hiệu của cái thức ăn hala này đó là một cái mặt trăng lưỡi liềm, cộng với một số những cái ngôi sao, tức là họ sẽ để cái dấu hiệu này lên, và những người họ theo đạo Hồi họ sẽ dựa theo cái dấu hiệu này, họ giống như họ tìm tìm ra đồng bọn của mình gì đó ha, tức là vào đúng những cái cửa hàng đó để ăn. Thì những cửa hàng đó họ theo cái nguyên tắc làm thức ăn hala này sẽ đảm bảo được những nguyên tắc cho người Hồi giáo, tức là một cái tín ngưỡng đó các bạn. Thì các bạn biết là cũng có nhiều người thắc mắc về cái nguyên tắc giết mổ của thức ăn hala này, thì khi mà hỏi ra đó thì người ta chia sẻ là khi mà nếu như mà mình mà giết con vật á mà không có dùng dao mà bén mà đâm một cái chết liền á thì nó sẽ xảy ra hai cái khía cạnh. Cái thứ nhất á là cái con vật đó nó sẽ bị gì đó, mà nó sẽ bị tra tấn á, nó sẽ bị đau, nó sẽ bị tra tấn á, gọi là bị hành hạ đó. Ví dụ như là các bạn thấy là bắt con gà xong nhốt lại xong rồi bắt đầu kê cái thớt ra, xong kê một cái lấy một cái dao ra mài sột sột, ngồi nó sợ chứ đúng không? Và khi nó sợ như vậy đó thì nó sẽ bị ức chế. Thì khi mà ức chế như vậy thì con nó đó, cái động vật nó sẽ tiết ra một cái hormone, thì cái hormone này nó tiết ra trong cái quá trình nó bị giết mổ và nó chưa có bị gì các bạn đào thải ra khỏi cơ thể khi mà mình nấu, nó không bị đào thải ra khỏi cơ thể khi mà mình nấu, cho nên là những cái chất ăn này người ta ăn vào á thì sẽ dễ gây nóng giận này, bực tức này, do cái sự ảnh hưởng bởi hormone từ cái con vật đó, và nó sẽ dẫn tới những cái hành vi thiếu kiềm chế ở trong cuộc sống. Là người Hồi giáo người ta giải thích như vậy, và cái lý do mà người ta nói là phải đọc một cái đoạn kinh trước khi giết mổ là giống như là giảm bớt cái tội lỗi và giống như là làm cho cái con này nó cái tinh thần của nó ổn định lại với các bạn, nó không có bị ức chế ha. Đó, rồi còn còn cái vấn đề là không không ăn cái nguồn gốc từ thịt heo thì nó là cái tín ngưỡng thôi. Thì các bạn thấy là chúng ta sẽ
giảm bớt cái rủi ro ở trong tiêu dùng được ha, cũng như là thương hiệu sẽ giúp báo hiệu những cái đặc điểm và thuộc tính của sản phẩm. Và bởi vì khi chúng ta định vị thì chúng ta đang cam kết với khách hàng là thông báo và cam kết cho khách hàng những gì mình có thể thực hiện được. Ví dụ như là sản phẩm này có thể ngừa bệnh loãng xương, sản phẩm này sẽ có mang lại lợi ích này lợi ích kia, tức là mình đang đảm bảo cho khách hàng một cái điều gì đó, cam kết với khách hàng một cái điều gì đó. Cho nên là thương hiệu cũng giúp chúng ta báo hiệu những cái đặc điểm và thuộc tính của sản phẩm, và người tiêu dùng sẽ dùng những cái dấu hiệu về thương hiệu này để chọn cho mình một cái sản phẩm nó phù hợp và nó hiệu quả nhất trong cái quá trình tiêu dùng của mình. Thì các bạn thấy cái tầm quan trọng của thương hiệu đối với khách hàng đó là gì? Giảm các cái rủi ro cho khách hàng ha, khi mà mua sắm và tiêu dùng, bằng cách là xác định được cái nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, quy trách nhiệm cho nhà sản xuất, rồi là những cái rủi ro khác ở trong tiêu dùng, ví dụ như những cái rủi ro chức năng. Thì rủi ro chức năng đó là những cái sản phẩm mà chúng ta mua nó có thể không thực hiện được những cái mong đợi của mình, nó không thỏa mãn được nhu cầu của mình đó. Những cái rủi ro về mặt vật lý, ví dụ như là sản phẩm khi mà sử dụng có thể là gây ảnh hưởng hoặc là đe dọa cho cái cuộc sống vật chất hoặc sức khỏe khỏe của người dùng, hoặc là những người xung quanh. Ví dụ như là sản phẩm kém chất lượng thì có thể là ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng nè. Rồi những cái sản phẩm mà dễ gây cháy nổ chẳng hạn, trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng, rồi là những cái rủi ro tài chính nè, thì là sản phẩm không có đáng với cái giá trị mà chúng ta giá tiền mà chúng ta bỏ ra. Rồi cái rủi ro về mặt xã hội này, thì khi mà chúng ta sử dụng một cái sản phẩm nào đó mà nó có thể là tạo một cái phản ứng hoặc là gây lúng túng từ những cái người khác, ví dụ sản phẩm không phù hợp với lại văn hóa của một cái địa phương nào đó, ví dụ như là sử dụng màu sắc không có phù hợp. Rồi rủi ro về mặt tâm lý thì có thể là sản phẩm ảnh hưởng tới cái cảm nhận, cái hạnh phúc tinh thần của người dùng. Ví dụ cho các bạn cảm thấy là sử dụng cái sản phẩm này mặc dù là một cái áo thôi nhưng mà nó làm các bạn tự tin hơn, làm các bạn có một cái vị thế nào đó, gọi là chứng tỏ được mình hơn so với những cái người khác ở trong một cái cộng đồng chẳng hạn. Rồi rủi ro về mặt thời gian nè. Thì ví dụ như khi mà các bạn mua một cái sản phẩm mà kết quả không như mong đợi, có nghĩa là các bạn đã mất cái chi phí cơ hội, cũng như là mất thời gian để mà có thể tìm ra được một cái sản phẩm khác có thể thỏa mãn được nhu cầu của mình. Thì chúng ta giảm thiểu được những cái rủi ro đó thì sẽ giúp cho người tiêu dùng có thể giảm những cái chi phí khác của mình trong quá trình mua, cũng như là các cái sản phẩm mà nó có cái giá trị thương hiệu lớn ha, và định vị mình ở một cái cấp độ nào đó thì người tiêu dùng người ta có thể sử dụng sản phẩm và cảm nhận được rằng mình có thể khẳng định được giá trị của bản thân mình, hoặc là định vị cái nhóm xã hội, cái vị trí của mình trong cộng đồng, cũng như là khi sử dụng thì chúng ta sẽ an tâm về chất lượng hơn. Còn đối với nhà sản xuất thì sao? Các bạn thấy là đối với nhà sản xuất thì các bạn đầu tiên thương hiệu của chúng ta, cái lợi ích rõ ràng mà chúng ta có thể thấy được nhất đó, đó là nó giúp chúng ta nhận diện, tạo cái sự nhận diện cho thương hiệu của mình, tức là tạo cái sự khác biệt cho sản phẩm hoặc cho thương hiệu của mình đối so với những thương hiệu khác ở trên thị trường. Và Avin là một cái tác giả rất là nổi tiếng ở trong cái lĩnh vực về thương hiệu, thì ông ta đã có một cái câu phát biểu đó là cái mà phân biệt một hàng hóa có thương hiệu với một hàng hóa khác giống hệt mà không có thương hiệu chính là cái sự đánh giá và cảm nhận của người tiêu dùng. Và cái cảm nhận này thì nó được đại diện bởi thương hiệu của công ty và gắn liền công ty với cái thương hiệu đó. Thì các bạn thấy là nó sẽ giúp cho chúng ta khẳng định được cái đẳng cấp chất lượng trước cái khách hàng, là một công cụ đưa sản phẩm ăn sâu vào tâm trí khách hàng.
cung cấp những cái thông tin nè, tạo nên những cái định hướng và ý nghĩa của sản phẩm nè, rồi là tạo lợi thế cạnh tranh, rồi là tạo lợi nhuận thông qua việc bán hàng, cũng như là tạo ra cái giá trị về về mặt vật chất khác thì chúng ta sử dụng thương hiệu đó, khai thác cái thương hiệu đó. Và nếu như chúng ta có được một cái tên tuổi lớn á, thì chúng ta thấy là giống như là chúng ta có một cái vũ khí rất là lớn ở trong cạnh tranh ha. Ngoài ra thì nó còn có cái khả năng đưa sản phẩm khắc sâu vào trong tay khách hàng này, rồi là một cái công cụ để bảo vệ hợp pháp cho chúng ta trước cái sự cạnh tranh của thị trường nữa. Bởi vì là mỗi một cái đặc điểm nhận diện như vậy đó, mỗi một cái tên hiệu, mỗi cái logo, mỗi thậm chí mỗi câu khẩu hiệu, rồi là kiểu dáng về công nghiệp vân vân, thì chúng ta đều đã đi bảo hộ rồi ha, đăng ký với dạng bảo hộ trí tuệ đó, cho nên là chúng ta có thể được bảo vệ ha, bảo vệ một cách rất là an toàn. Và cái thương hiệu á, nó giống như là một cái cam kết giữa nhà sản xuất với khách hàng vậy đó. Và cái quá trình mà chúng ta tạo dựng thương hiệu, xây dựng thương hiệu thì nó rất là khó. Và thì các bạn thấy là ở đây giống như có một cái hình ảnh chúng ta xây dựng thương hiệu, giống như là chúng ta là một cái nghệ sĩ ha, xiếc đang đi trên dây vậy đó, thì chúng ta phải rất là khéo léo, rất là kiên trì, và phải gọi là ứng phó được với những cái tình huống mà chúng ta gặp phải, hoặc những cái vật cản ở trên đường đi để chúng ta có thể duy trì được nó. Xây dựng nó thì rất là khó, nhưng mà chúng ta đánh mất đi thì rất là dễ. Ví dụ như là các bạn thấy cái trường hợp của Coca-Cola chẳng hạn, với cái sản phẩm New Coca-Cola của mình. Các bạn biết là Coca-Cola nó ra đời trước Pepsi đúng không? Và khi nó ra đời thì nó bán cái sản phẩm là Coca-Cola Classic. Thì Coca-Cola Classic gọi là cái sản phẩm mà tạo dựng nên cái thương hiệu Coca-Cola các bạn. Và khi mà Pepsi nó ra đời đó, thì nó chiếm lĩnh một cái phân khúc gọi là những cái người trẻ hơn, những cái người trẻ. Còn Coca-Cola thì gần như là nó không có phân khúc, tức là một cái sản phẩm nó bán cho từ nhỏ tới già luôn ha. Ai cũng có thể sử dụng được. Còn Pepsi thì nó sẽ đánh vào cái phân khúc là người trẻ hơn. Và để cạnh tranh lại với Pepsi á, thì Coca-Cola đã đưa ra một quyết định rất là táo bạo, đó là họ đưa ra một cái sản phẩm mới là New Coca-Cola, thông qua một loạt những cái nghiên cứu marketing về mùi mùi vị, rồi là mùi vị, rồi là khảo sát khách hàng về cái việc là khách hàng sẽ thích mùi vị như thế nào, rồi so sánh với lại Pepsi vân vân. Thì sau khi khảo sát, người ta quyết định là đưa ra một cái sản phẩm là New Coca-Cola, và Coca-Cola tuyên bố là thay thế cho cái sản phẩm Coca-Cola Classic ở trên thị trường. Và các bạn biết là thất bại rất là nhanh chóng. Thất bại rất là nhanh chóng, bởi vì nó đã tạo ra một cái làn sóng, những cái người người ta hâm mộ ha, hâm mộ Coca-Cola cũ, và người ta cho rằng là Coca-Cola đã gọi là chạm tới cái niềm tự hào của họ và tự hào của nước Mỹ, và họ yêu cầu là phải quay lại với cái sản phẩm cũ. Thì các bạn thấy là cổ phiếu cũng giảm, rồi là làn sóng tẩy chay vân vân, thì Coca-Cola đã phải là gì các bạn, đưa ra một cái lời xin lỗi ha, cũng như là tái sản xuất lại cái sản phẩm Coca-Cola Classic của mình. Cho nên là các bạn thấy là xây dựng thương hiệu thì rất nhanh, nhưng nếu chúng ta không khéo thì sao có thể đánh mất cái thương hiệu một cách rất 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 là nhanh chóng thôi. Và các bạn biết là trong cái quá trình mà
xây dựng thương hiệu á, các cái công ty người ta phải đối mặt với nhiều những các cái vấn đề mà nó phát sinh ra một cách rất là nhanh chóng, mà nếu như chúng ta không xử lý tốt thì có thể là đánh mất đi cái thương hiệu của mình. Ví dụ như ở Việt Nam mình thôi, các bạn cũng thấy rất là nhiều vụ lùm xùm từ các cái thương hiệu, và nó xảy ra nó ảnh hưởng rất là lớn. Ví dụ như các bạn thấy là thương hiệu Vedan chẳng hạn, đúng không? Thương hiệu Vedan, bột ngọt Vedan đó, thì trước cái thời điểm mà người ta phát hiện ra Vedan xả thải ra sông Thị Vải làm chết cả một con sông đó, thì không ai đi mua Ajinomoto, không ai thích chứ, Vedan là số 1 thôi. Nhưng mà các bạn thấy không, đâu có dễ dàng gì xây dựng được một cái vị trí như vậy đâu. Nhưng mà vì một cái vụ việc là gì ạ? Xả thải không qua xử lý trực tiếp ra một cái con sông, và làm ảnh hưởng tới người dân cũng như là ảnh hưởng tới hệ sinh thái, mất đi thương hiệu của mình luôn. Rồi ví dụ những cái vụ lùm xùm khác, các bạn thấy là vụ án con ruồi trong chai nước của Tân Hiệp Phát chẳng hạn, number one của Tân Hiệp Phát chẳng hạn, đúng không? Các bạn thấy là cũng tạo ra những cái làn sóng rất là trái chiều, rồi là gì tẩy chay Tân Hiệp Phát, tẩy chay Number One, tẩy chay các cái thương hiệu thuộc về Tân Hiệp Phát vân vân. Bởi vì là nếu như là Tân Hiệp Phát không kiểm soát được và cái cách xử trí cái vụ việc của họ một cách không khéo léo, thì các bạn thấy là qua cái vụ việc đó nó dẫn người tiêu dùng tới hai cái suy nghĩ. Cái thứ nhất là sản phẩm không được sạch sẽ, không được an toàn, và cái hệ thống máy móc thiết bị quá trình sản xuất rõ ràng là không có đảm bảo an toàn vệ sinh. Đúng ra là ngay đầu tiên khi xử lý cái vấn đề này thì Tân Hiệp Phát phải khẳng định với khách hàng cái điều đó trước, trước khi là họ xử lý lùm xùm cái vụ kiện là tống tiền, đúng không các bạn? Nhưng mà họ lại đi tập trung người tiêu dùng, tập trung công chúng vào việc là mong muốn người tiêu dùng là minh oan cho Tân Hiệp Phát thông qua cái việc là cái vụ kiện tống tiền đó. Nhưng mà cái mong muốn của Tân Hiệp Phát nó lại đi ngược lại, là người tiêu dùng lại không đi ủng hộ Tân Hiệp Phát, mà người tiêu dùng đã đi ủng hộ cái người đi tống tiền. Tức là người ta cho rằng là ông ấy ổng nghèo quá đi, và cái kiểu mà cài công an vào để bắt như vậy, trong cái quá trình mà trao đổi tiền như vậy, thì chỉ có những đứa hèn làm với nhau, chứ một công ty lớn thì không nên làm như vậy. Đó là ý kiến xuất phát từ người tiêu dùng và tạo ra những cái làn sóng tẩy chay. Thì sau khi mà xử lý cái vụ việc mà tống cái người tống tiền vô tù rồi đó, tạo ra một cái phản ứng gọi là phẫn nộ đối với người tiêu dùng. Ở đó là người ta nói là đó, Tân Hiệp Phát đã đẩy một cái gia đình đi vào cái cảnh tan nát, đúng không? Gia đình đã nghèo rồi mà người 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 trụ cột trong gia đình ông này chạy xe tù hay gì đó mà bị đi vô tù rồi, bây giờ một đứa con có 2 tuổi khóc lóc đứng lúc mà bị ông cha bị bắt ra tòa, hình ảnh rất là tội nghiệp. Người ta cứ vin vào cái hình ảnh đó và đổ lỗi cho Tân Hiệp Phát, đúng không? Mình chưa kể tới góc độ là đứng theo pháp luật thì đúng hay sai ấy. Nhưng mà người tiêu dùng người ta tạo ra cái hiệu ứng về cảm xúc như vậy và lôi kéo rất nhiều người trên mạng tham gia vào, đó là một một cái điểm không khéo của Tân Hiệp Phát rồi. Cái thứ hai như cô nói với các bạn hồi nãy đó, sau khi mà tống được người ta vô tù rồi, rồi bắt đầu mới chạy cái chương trình là khẳng định với khách hàng là gì, là hệ thống sản xuất của tôi là khép kín rồi. Các bạn biết là cái thời điểm đó trên YouTube là sao, cứ bật lên là thấy quảng cáo về hệ thống sản xuất của Tân Hiệp Phát. Nhưng mà lúc đó muộn rồi, anh đã đứng là anh công nhận là đây là một cái chai nước của Tân Hiệp Phát có con ruồi ở trỏng và xác nhận là chưa có khui. Rồi người tiêu dùng cứ tức là cái thông tin đó có xác thực hay không thì không biết ha, nhưng mà người tiêu dùng cứ tin vào cái thông tin đó ở trên mạng và lan truyền cho nhau như vậy. Cho nên cái hiệu quả xử lý những cái bê bối, những cái sự cố như vậy đó, nó có thể là ảnh hưởng cái thương hiệu của một doanh nghiệp. Cho nên là khi chúng ta gọi là quản lý và phát triển cái thương hiệu của mình đó, rất là khó. Và các bạn biết là một cái người quản lý thương hiệu rất là nổi tiếng và có kinh nghiệm, đó là Bill Margaritis ha. Thì cái ông Bill Margaritis này là ông có một cái thời gian làm việc cho FedEx ha. Thì FedEx là một công ty vận chuyển rất là nổi tiếng ở tại Mỹ đó. Thì các bạn biết là tại sao lại nói rằng ông rất là nổi tiếng khi mà ông làm việc cho FedEx? Thì các bạn thấy là ông đã đưa ra những cái quyết định rất là mạo hiểm, rất là mạo hiểm để mà gọi là bảo vệ ha, và xây dựng cái thương hiệu cho FedEx. Thì
Trong cái quá trình ổng làm cho FXS thì có một vài những cái sự cố nổi bật mà mọi người gọi là ngưỡng mộ cái cách xử lý của ông này. Đó là trong một lần, đó là một cái chiếc xe tải của FXS á, nó bị bốc cháy ở trên xa lộ Saint Louis ở Mỹ hả các bạn ha. Thì các bạn biết là cái hình ảnh mà chiếc xe bốc cháy này nè, với cái chiếc xe và kèm theo cái logo, một cái biểu trưng rất là đặc sắc của FXS nữa, rất là rực rỡ ha, được phát ở tất cả các kênh truyền hình quốc gia, và thậm chí là khi mà đưa tin trực tiếp như vậy đó các bạn, thì những cái người dẫn chương trình đó, người ta còn phán đoán ha, đoán già đoán non là bởi vì tài xế đã ngủ gật ha. Tài xế đã ngủ gật cho nên là gây ra một cái sự tai nạn và bốc cháy như vậy. Rồi cũng có những cái đài đưa tin khác, những cái người đưa tin khác họ lại phán đoán có thể đây là một cuộc khủng bố, tức là những cái tin đồn này nó cứ bị lan truyền, và các bạn biết là tin đồn thì không bao giờ là tạo ra một cái hiệu ứng gì tốt đẹp cho cái danh tiếng của cái người đó hết, đúng không? Nghe đồn là nhỏ, khi nghe đồn mà cái tin nghe đồn bao giờ là nó tốt đẹp hết á. Thì các bạn thấy là thông thường á, thì cái hành động thông thường của những người mà quản lý thương hiệu hoặc là xử lý những cái tình huống này đó, là họ sẽ làm gì các bạn? Họ sẽ cố gắng làm cái gì các bạn? Dập tắt ha, dập tắt hoặc là chặn các cái đài đưa tin này lại, tức là chặn, không không cho đưa tin về cái tin này nữa. Hoặc là họ làm cái gì các bạn? Họ có thể tạo ra gọi là một câu trả lời ngay lập tức ha? Một câu trả lời ngay lập tức, ví dụ như là bị một cái gì đó cho nên xảy ra sự cố này để chặn cái lời phán đoán lại. Tuy nhiên là ông này thì ông không làm như vậy, và ông thuê một cái đội để tìm hiểu xem thật sự là trên xe có một cái quả bom hoặc là chất liệu nguy hiểm nào đó ở trong thùng hàng không. Ha. Rồi là và cái nhóm cái nhóm này nè, sau khi họ kiểm tra và họ đưa tin là, tức là sau sau khi qua kiểm tra thực tế rồi, họ loại bỏ cái giả thiết về khủng bố, tức là tạo ra một một cái sự một cái một một cái niềm tin, một cái quy trình xử lý nó hiệu quả ha, và gọi điện cho các kênh truyền hình với lớn, ví dụ CNN và Fox News và những cái chuyên mục thời sự của các mạng truyền hình uy tín khác để công bố nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn thông qua điều tra. Đó là xe của FXS đã đâm vào một cái biển quảng cáo trên xa lộ và bị vỡ thùng xăng và gây cháy. Đó. Để mà một cách chính thức ha, dập tắt cái tin đồn là tức là chuyên chở hàng nguy hiểm và tài xế ngủ quên. Thì các bạn thấy là một cái cách xử lý gọi là đầy trung thực ha, phơi bày cái tình tiết của vụ tai nạn một cách đầy trung thực, nó tạo một gọi là một cái thiện cảm và nhanh chóng đính chính các cái suy đoán cũng như lập tức là dập tắt những cái tin đồn khác của những cái người người ta làm chương trình cũng như là những người dân khác. Rồi các bạn biết là thêm một cái vụ việc nữa mà ông này ông đã gọi là quyết định mà những cái người làm thương hiệu vào cái thời điểm đó gọi là một cái quyết định rất là rủi ro của ông này á. Đó là ông đã quyết định đưa cái hình ảnh thương hiệu FXS của mình vào một cái bộ phim. Thì các bạn biết là việc mà chúng ta làm thương hiệu, làm marketing thông qua những cái bộ phim thì rất là bình thường thôi, đúng không ạ? Một cách các bạn học marketing rồi, một cách rất là nhanh, rất là rẻ, cũng như là mang lại một cái hiệu quả rất là tốt khi mà chúng ta làm marketing. Tuy nhiên là tại sao người ta gọi là ông này ổng mạo hiểm? Bởi vì là ổng đã chấp nhận đưa cái hình ảnh FXS của mình vào trong một cái bộ phim gọi là tên phim nó là tên Cast Away ha.
Thì các bạn thấy là cái kịch bản của Hollywood á, nó dựng lên đó là sử dụng cái hình ảnh của công ty như nạn nhân của một cái vụ tai nạn, một cái vụ vụ tai nạn rất là thảm họa. Thì mọi người cho rằng khi mà chúng ta đưa cái hình ảnh của mình vào trong một cái bộ phim mà mang cái tính chất thảm họa như vậy đó, thì đó có thể là một cái hành động tự giết giết cái danh tiếng của mình đi. Nhưng mà các bạn thấy là ông này ông đã có một loạt những cái hành động rất là chu đáo. Ví dụ như là ông xem xét, ông thấy cái diễn viên thủ cái vai chính đó là cái ngôi sao rất là ăn khách Tom Hanks, vào cái thời điểm đó là nổi tiếng ha. Và cái cốt truyện đó là một cái chiếc máy bay chuyên chở hàng của FedEx rơi xuống Thái Bình Dương và toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng trừ cái nhân vật chính là Tom Hanks này. Thì các bạn biết là cái kịch, cái nội dung tiếp theo đó là bởi vì ông này một mình sống sót thôi và trôi dạt mà vào một cái hòn đảo và sống 4 năm như một Robinson trên một cái hòn đảo nhỏ xa xôi gì đó. Thì các bạn thấy là có một cái rủi ro ở đây là khán giả người ta sẽ không có tách bạch được cái câu chuyện hư cấu với cái câu chuyện thực tế, thậm chí là trong tương lai rất có thể đối thủ cạnh tranh hoặc là tạo ra những cái tin dựa vào những cái hình ảnh này. Ví dụ như là sau khi bộ phim này phát hành xong rồi 5 năm sau, 10 năm sau, cái người ta cắt ra một cái đoạn là một cái máy bay chở hàng của FedEx đã đâm xuống Thái Bình Dương. Ở các bạn người ta cắt ra một đoạn xong tạo một cái title như vậy và share rất nhiều thông tin gây hoang mang. Và các bạn biết là một cái tai nạn ở trong cái quá trình vận chuyển như vậy thì nó thể hiện cái sự không an toàn đó. Và cái sự không an toàn nó sẽ ảnh hưởng tới cái niềm tin và cái lý do và ảnh hưởng tới cái việc là có chọn cái thương hiệu đó hay không đó. Thì ông này ông bảo là ông nghĩ rằng là với cái sự nổi tiếng ha của cái ngôi sao ăn khách này và cái nhà biên kịch này thì khách hàng sẽ có thể tách bạch rạch ròi được cái câu chuyện hư cấu này với câu chuyện thực tế cái hoạt động của FedEx. Bởi vì là ông tin tưởng vào cái nhà biên kịch vào lúc đó. Và các bạn thấy là FedEx thì mọi người vẫn cảm thấy rất là căng thẳng từ cái tình tiết là máy bay rơi này. Cho nên là họ vẫn chấp nhận để cái hình ảnh là máy bay này bị rơi. Nhưng mà họ thương lượng để mà cắt giảm bớt một số những cái phân cảnh khác gây bất lợi cho FedEx, tức là họ đọc rất là kỹ kịch bản và họ thương lượng với cái đạo diễn đó là trong kịch bản thì có một cái phân đoạn là nhân viên của FedEx uống rượu trên vị trí lái hay là các bạn thấy là có một cái phân cảnh là một chiếc xe tải của FedEx đó, chạy trên cái đường phố nhưng mà rất là bẩn đó. Nó phải là trong cái tình tiết của bộ phim là có thể là nó lội bùn lội gì đó nhưng mà cái cảnh quay trong cái bối cảnh đó là rất là dơ nhưng mà ông này cũng phản đối cái tình tiết này đúng không? Ông bảo vệ từng cái tình tiết của FedEx, tức là ông nói là FedEx lúc nào cũng phải xuất hiện với hình ảnh chỉnh chu và sạch sẽ hết á. Cho nên là công ty đã thuyết phục đạo diễn phim cắt bỏ cái cảnh chiếc máy bay cắm đầu xuống biển, đó là cái đoạn mà gì các bạn nó rơi từ trên không trung nó đâm cái ầm xuống biển đó là cắt đi. Rồi ví dụ như là quay là ví dụ bị sự cố gì đó và cảnh tiếp theo nó đã ở dưới biển rồi, chứ cảnh mà đâm đầu xuống thì cắt đi. Đó. Bởi vì là họ không muốn xảy ra cái trường hợp như cô nói hồi nãy đó là một một người nào đó xấu tính nào đó lôi cái phân đoạn này ra tung lên internet và tạo những cái thông tin trái chiều vân vân đó. Thì các bạn thấy là người ta rất là kỹ càng về cái điều đó. Và các bạn biết là bộ phim này đã đem về cho Tom Hanks một cái đề cử giải Oscar của cái Viện Hàn Lâm Điện ảnh Mỹ. Và các bạn biết là khi đạt cái hiệu quả như vậy thì mọi chú ý cũng tập trung về phía FedEx. Và các bạn biết cái lợi thế là gì không? Cái lợi thế là ông đọc rất là kỹ cái kịch bản của cái bộ phim này là gì? Sử dụng hình ảnh của FedEx và Tom Hanks ở trong bộ phim này là một nhân viên giao hàng của FedEx thôi. Và trôi dạt 4 năm trên đảo nhưng mà vẫn canh cánh trong lòng cái nhiệm vụ là làm thế nào để bảo toàn và giao cái món hàng này cho khách với một cái hiệu quả là đúng người và nguyên vẹn. Và sau 4 năm khi mà
nhân vật chính này được cứu và trở lại với cuộc sống văn minh á, thì việc đầu tiên mà cái phân cảnh phim này đề cập tới, tức là kết bộ phim, là sau khi cái ông Tom Hanks này ông thoát khỏi cái hòn đảo đó, ông quay lại với cuộc sống văn minh, việc đầu tiên của ông là ôm cái món hàng này để giao tới cho người mà họ đã chờ đợi trong vòng 4 năm. Tức là thực ra cái bộ phim này nói về cái ý nghĩa nhân văn, đúng không các bạn, rất là nhân văn, và cái món hàng này rất là có ý nghĩa đối với cái người họ chờ đợi đó, đúng không? Và Fist đã một cách rất là khéo léo lồng cái hình ảnh của mình vào trong một cái bộ phim Hollywood với một cái nhân vật rất là nổi tiếng như vậy, và họ cũng đã chú ý tới tất cả những cái rủi ro, những cái phân cảnh có thể ảnh hưởng tới hình ảnh thương hiệu của công ty mình. Và các bạn thấy là gì ạ? Không phải ai cũng có thể làm được như vậy, đúng không? Cho nên là các bạn thấy đó, đâu có phải dễ dàng gì mà chúng ta có thể tận dụng được những cái cơ hội để mà chúng ta xây dựng cái thương hiệu của mình một cách hiệu quả, hoặc là chúng ta có thể kiểm soát được cái quá trình xây dựng thương hiệu của mình đó, đó. Ví dụ như lơ lơ là làng chút là ô, bây giờ mình được qua một cái bộ phim là cái gì cũng ok hết. Bộ phim này là có một nhà biên kịch rất nổi tiếng, có một diễn viên rất nổi tiếng, và thời bây giờ tội gì mà không đưa thương hiệu của mình vào. Và các bạn thấy là hàng loạt những cái rủi ro nếu như là không hành xử như cái ông này, đúng không? Nào là hình ảnh trong tương lai có thể gây bất lợi này, rồi trong bộ phim là gì, những cái phân cảnh mà gây bất lợi cho cái hình ảnh của Fixed là vẫn phải cắt bỏ đi hết, xe cộ là phải sạch sẽ, vân vân. Các bạn thấy những cái tình tiết rất là nhỏ thôi, nhưng mà ông này ông làm rất rất là chu đáo. Rồi, như vậy thì khi mà chúng ta xây dựng thương hiệu đó thì chúng ta cần phải dựa trên các cái việc phân tích những cái câu hỏi sau đây để chúng ta hiểu được khách hàng cũng như là hiểu được cái thế mạnh của công ty là gì. Ví dụ như là phải biết được phân tích được những cái thuộc tính ở sản phẩm dịch vụ của mình ha. Rồi là thế mạnh trong các thuộc tính hoặc là dịch vụ đó, rồi là lợi ích mà sản phẩm dịch vụ mang lại cho khách hàng, và khách hàng thì quan tâm tới những lợi ích nào, và một câu hỏi đó là sản phẩm dịch vụ tượng trưng cho cái gì. Thì cái câu hỏi cuối cùng này chúng ta phải nó hơi trừu tượng một tí, nhưng đây là cái nội dung mà chúng ta phải xây dựng cái cá tính, cái đặc điểm về về cá tính, nhân cách hóa lên cho cái thương hiệu của mình để nó tác động một cách hiệu quả hơn. Những cái yêu cầu đầu tiên là phải rồi là ở thời đại đại hiện nay đó thì cũng phải kết hợp chặt chẽ giữa cái tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ để tạo ra chênh lệch chi phí, lợi thế kinh doanh cũng như là đảm bảo được cái kênh truyền thông một cách hiệu quả nhất tới những cái đối tượng khách hàng của mình. Rồi là chúng ta phải duy trì cũng như là đảm bảo cái sự nhất quán của chất lượng sản phẩm và dịch vụ trong suốt một cái quá trình kinh doanh đủ dài để người tiêu dùng nhận thức về nó. Đảm bảo các cái yếu tố về phục vụ khách hàng như là giao hàng nè, tuân thủ thời hạn nè, điều kiện này, những cái mẫu mã theo đúng những cái cam kết của mình để xây dựng cái uy tín, cái lòng tin của khách hàng ha. Cũng như là khi mà chúng ta sử dụng cái hoạt động truyền thông marketing trong những hoạt động quảng cáo, hoạt động quảng bá hoặc là PR đó, thì chúng ta phải hướng tới việc tạo một cái hình ảnh nó thống nhất, ta xác định cái phương hướng ha và cái mục tiêu của mình để mà có thể tạo ra một cái hình ảnh nó đồng nhất xuyên suốt trong cái quá trình chúng ta tạo dựng thương hiệu. Chứ nếu như các bạn không có đồng nhất trong việc tạo dựng hình ảnh đó, hôm nay thì là tôi là A, ngày mai tôi là B, ngày mốt tôi là C, thì khách hàng cuối cùng cũng không biết các bạn là ai cả. Thì đó là một số các cái lưu ý khi mà chúng ta phát triển thương hiệu cần phải lưu ý ha.
Và cái nội dung tiếp theo là cô muốn các bạn phân biệt được thương hiệu và những cái dấu hiệu chất lượng khác về mà các cái công ty hoặc là những cái người mới mới ra kinh doanh á, thậm chí là khi mà cô tham gia vào những cái hội thảo về xây dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, người ta vẫn gọi là nhầm lẫn trong cái việc sử dụng các cái dấu hiệu hoặc những cái dấu hiệu khác ngoài cái thương hiệu của mình trên việc thiết kế cái bao bì sản phẩm. Thì cái yếu tố đầu tiên mà chúng ta cần phải hiểu nó và vận dụng như thế nào cho đúng, đó là cái chứng nhận xuất xứ hay còn gọi là cái chỉ dẫn địa lý, mà cái định nghĩa nó đã được quy định trong cái bộ luật cô nói với các bạn á. Thì cái chứng nhận xuất xứ này nó sẽ bảo hộ cho ai? Không phải bảo hộ cho thương hiệu của chúng ta, mà nó bảo hộ cho một cái địa danh, một cái địa phương hoặc là một cái ngành nghề truyền thống, và nó chỉ cấp cho cái sản phẩm sản xuất tại cái địa phương đó thôi. Đúng không? Các bạn lấy ví dụ như là gọi là ở Đà Lạt mình có trà Cầu Đất à? Trà Cầu Đất chẳng hạn. Vậy thì cái trà Cầu Đất á, cái Cầu Đất đó đó, đó là cái chứng nhận xuất xứ ha. Thì nó bảo hộ cho cái sản phẩm trà được trồng, đúng không? Được trồng tại Cầu Đất. Và các bạn biết là tại sao trà ở Cầu Đất nó ngon? Các bạn biết là trà mà được trồng ở những cái vùng mà cái độ cao so với mực nước biển nó càng cao thì nó càng ngon, bởi vì nó lạnh đó các bạn. Bởi vì nó lạnh đó, thì cái chất lượng của cái lá trà đó nó sẽ ngon hơn. Giống như như con bò vậy đó, sữa bò mà các bạn thấy là được nuôi ở những cái vùng mà khí hậu lạnh á, thì cái chất lượng sữa nó tốt hơn rất là nhiều, và cái hàm lượng độ béo ở trong sữa nó cũng cao hơn. Vì các bạn biết là tại sao nó lại như vậy? Bởi vì là bởi khí hậu lạnh á, thì cái việc thích nghi á, cái việc thích nghi của cái con bò khi mà nó sống ở khí hậu lạnh á, thì nó phải tồn tại, đúng không các bạn? Thì cái đó là gọi là thích nghi với cái điều kiện môi trường á, ha. Thì các bạn biết là phải duy trì một cái nhiệt độ nhất định và sử dụng cái năng lượng đủ để mà chúng ta có thể là con bò con nó có thể sống sót được, thì bắt buộc nó phải uống cái sữa từ con bò mẹ mà nó phải có cái hàm lượng béo nó cao hơn thì mới đảm bảo được cái năng lượng, thì nó mới sống được đó. Cho nên là sữa của con bò ở những cái vùng mà cao vậy nó thì thường nó rất là béo và ngon hơn. Thì các bạn thấy là ví dụ như vậy, cho nên là những cái sản phẩm được được trồng ở những cái vùng đất đó, ví dụ như là cà phê ở Bảo Lộc, cà phê ở Buôn Mê Thuột, vân vân. Rồi là nhãn thì ở đâu các bạn? Nhãn ở Lục Ngạn đúng không? Rồi ví dụ như dừa lỡ Bến Tre, bạn thấy là mà cái một cái ưu thế nào đó rồi thì người ta mới để tăng thêm cái giá trị cho cái sản phẩm rồi, đúng không? Hoặc là ví dụ như là chỉ dẫn cho cái sản phẩm hoặc là một cái ngành nghề truyền thống, ví dụ như là nước mắm Phan Rang, nước mắm Phú Quốc chẳng hạn, hoặc là các bạn thấy là bánh đậu xanh Rồng Vàng chẳng hạn, ở đâu các bạn, ở Hải Dương ha, cũng rất là nổi tiếng đó. Thì đó là được cấp cho một cái ngành nghề truyền thống, cho một cái sản phẩm được sản xuất ở đó. Thì đó là cái tên nhỏ nhỏ ở phía dưới, ví dụ như là Vang Bordeaux chẳng hạn. Bordeaux đó là một cái tên làng rất là nổi tiếng ở tại Pháp. Và rượu vang ở trong cái làng đó, thì họ có gọi là cái gì các bạn, cái bí mật ở trong cái nghề, trong cái làng Vang Bordeaux đó, thì họ ủ với họ hay họ sử dụng cái công nghệ, cái công đoạn của nó như thế nào đó, mà nó lên men rất là ngon, và nó rất là nổi tiếng. Thì cái từ Bordeaux đó nó không phải là tên thương hiệu, gọi là Vang Bordeaux không phải là cái tên của cái vang đó, cái thương hiệu của cái vang đó là Bordeaux, mà Bordeaux là gì các bạn, cái chỉ dẫn địa lý thôi ha. Ví dụ như là trà Artiso Đà Lạt,
thì Atiso là tên sản phẩm rồi đúng không? Còn Đà Lạt ở đây không phải là thương hiệu mà là chứng nhận xuất xứ, tức là cái cây Atiso này được trồng ở Đà Lạt này. Còn các bạn phải thêm vào cái tên thương hiệu của mình nữa, ví dụ như là ABC gì đó đúng không, trà Atiso Đà Lạt, và ở dưới là cái tên ABC bự bự, thì ABC đó mới là cái tên thương hiệu nha các bạn, đừng đừng có nhầm lẫn ha. Thì các bạn thấy là với cái chứng nhận xuất xứ này á, thì ở Đà Lạt mình nó cũng đã có một cái vụ kiện giữa công ty thực phẩm Lâm Đồng, tức là công ty thực phẩm Lâm Đồng hồi nãy cô nói đó sở hữu cái thương hiệu là Vang Đà Lạt ha, và công ty Vĩnh Tiến, bạn biết công ty Vĩnh Tiến rồi đúng không, sản xuất trà Atiso rồi đó, thì cũng là nó cũng sản xuất ra thêm cái sản phẩm là vang nữa. Thì Vĩnh Tiến sau này thì nó cũng phát triển rất là mạnh về về cái ngành vang này, có những cái hầm rượu vang, ví dụ như ở trên Vạn Thành đó, thì ngay chỗ công ty đó cũng có một cái hầm rượu vang rất là lớn ha, và trong đó tham quan cũng như là uống thử những cái loại loại vang. Thì các bạn thấy là cái vụ kiện giữa công ty thực phẩm Lâm Đồng và Vĩnh Tiến đó, liên quan tới cái sản phẩm vang Đà Lạt và vang vang Đà Lạt. À, bây giờ đem thôi mấy đứa bị lộn mà. Vang Đà Lạt này. À, của công ty thực phẩm ha. Và một cái sản phẩm của Vĩnh Tiến đó là vang đỏ Đà Lạt của công ty Vĩnh Tiến. À, vụ kiện này nó diễn ra sao? Vụ kiện này nó diễn ra đó là các bạn biết là Vang Vĩnh Tiến thì có trước đúng không? À, Vang Đà Lạt thì có trước nè. Vang Đà Lạt thì có trước, thì các bạn biết là trên cái bao bì của Vang Đà Lạt nó sử dụng cái tòa nhà của trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt, cái tòa nhà công 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 mà mấy đứa hay qua đó chụp hình sống ảo đó. À, còn cái vang đỏ Đà Lạt của Vĩnh Tiến á, thì nó đặt tên là vang đỏ Đà Lạt, đó là tên thương hiệu của cái loại vang đó đó ha, và nó cũng sử dụng một cái hình ảnh là một cái tòa kiến trúc nào đó ở Đà Lạt, cô không nhớ cụ thể là cái tòa nào, nhưng mà nói chung là hai cái chai nó đặt gần nhau là nó dễ bị nhầm lẫn, tại vì các bạn thấy là một cái vang Đà Lạt, cái vang đỏ Đà Lạt, thì khi mà khách hàng không rành, khách hàng nhìn vào á và không đọc cái công ty sản xuất đó, thì người ta sẽ nghĩ là à, một loại là vang thường còn một loại vang đỏ, à, thì chắc là vang đỏ được sản xuất từ nho đỏ hoặc là từ một cái loại gì đó đỏ thì gọi là vang đỏ đúng không, à, thì người ta sẽ bị nhầm lẫn, cho nên là Lado Food kiện là Vĩnh Tiến đã vi phạm bản quyền thương hiệu, bởi vì cái từ vang Đà Lạt, cái từ Đà Lạt này này thì đã được Vĩnh Tiến đặt tên rồi, đã được đặt tên trước đó và đi đăng ký bảo hộ độc quyền rồi, thì bây giờ Vĩnh Tiến không được sử dụng cái từ Đà Lạt nữa. Được chưa? Thì ở Vĩnh Tiến thì người ta sẽ giải thích là gì? Cái từ Đà Lạt này á, tôi đưa nó vào không phải là tôi vi phạm bản quyền, mà cái từ Đà Lạt này tôi xem nó như một cái chứng nhận địa lý, à, một cái chứng nhận xuất xứ, một cái chỉ dẫn địa lý. Đó là Đà Lạt, là Đà Lạt này, là của Trung Hoa cũng dùng được cái đó. Thế nên tôi dùng nó tôi không vi phạm. Ờ, vậy thì đố các bạn trong trường hợp này Vĩnh Tiến có vi phạm hay không, hay là họ sử dụng cái chữ Đà Lạt làm cái chỉ dẫn địa lý là đúng nha, các bạn thử suy nghĩ xem. Theo Giang lên thì không vi phạm đúng không, tức là vang, tức là Vĩnh Tiến nó đúng rồi đúng không, nó chỉ sử dụng như là một cái chỉ dẫn địa lý thôi. Rồi có ai có ý kiến khác không? Có ai có ý kiến kiến khác không? À, theo Hiếu thì cũng không vi luôn, tại vì ta suy nghĩ theo cái kiểu của Vĩnh Tiến, tức là Vĩnh Tiến lúc đó ra tòa nói là ui tôi không vi phạm đâu, tôi đang sử dụng chỉ dẫn địa lý mà, bộ ông không biết gì về chỉ dẫn địa lý hay sao, đi học quản trị thương hiệu đi. À, thì các bạn thấy là
Cái chỉ dẫn địa lý hồi nãy cô nói được quy định sao các bạn, gọi là để bảo hộ cho một địa danh, hoặc là một ngành nghề truyền thống, chỉ cấp cho sản phẩm này. Nếu như mà nó bảo hộ cho một cái địa danh á, thì nó cấp cho cái sản phẩm mà được sản xuất tại cái địa phương đó, ví dụ như chuối La Bà, đúng không? Chuối La Bà thì cái thương hiệu chuối La Bà này thì rõ ràng là ở Đà Lạt này. Trà Cầu Đất thì những cái trà mà được sử dụng cái thương hiệu đó đó, thì anh phải chứng minh được nguồn gốc của anh là anh có trang trại hoặc là anh thu mua hoặc là sản xuất tại cái khu vực là Cầu Đất đó, được trồng tại cái Cầu Đất đó đó. Còn cho một cái làng nghề á, thì là đó là một cái ngành nghề truyền thống tại cái địa phương đó. Gọi là truyền thống là nó được xuất hiện và duy trì từ ngày xưa cho tới giờ. Vậy thì các bạn thấy là cái vang này á, nó được sản xuất từ cái gì ra? Có phải là từ nho không các bạn? Đúng không? Có phải là từ nho không? Nho nha. Nho có được trồng ở Đà Lạt không? Đà Lạt mình có trồng nho không các bạn? Đâu có trồng nho được đúng không? Và thậm chí khi mà xuất trình các cái giấy tờ về cái nguồn gốc của nguyên liệu á, thì chỉ có một vài loại nho đủ tiêu chuẩn để làm rượu vang được trồng ở Ninh Thuận, Bình Thuận gì đó. Còn lại một số loại nho thì vẫn phải nhập từ nước ngoài về thì nó mới đủ cái độ chua, đủ cái độ ngọt, đủ đủ cái độ đường. Nói chung là cô không có rành nhưng mà được, trước cô đi tham quan ở một số hầm rượu vang thì trong cái quá trình mà người ta giới thiệu đó thì người ta cũng có nói là khi mà lên men nho đó thì yêu cầu là trái nho đó là phải là không phải cái nho mình ăn là đem về ngâm rượu vang được đâu mấy đứa. Có cái loại nho gì để chuyên ngâm rượu vang á thì á, là một số thì có thể trồng được ở Phan Rang Phan Thiết gì đó, nhưng một số là phải nhập từ nước ngoài, thì rõ ràng là nguyên liệu không được trồng ở Đà Lạt này. Cái thứ hai nữa là gì, chúng ta xét tới việc là vang có phải là một ngành nghề truyền thống ở Đà Lạt không thì mới được xem đó là cái chỉ dẫn địa lý hoặc là chứng nhận xuất xứ. Các bạn thấy ở Đà Lạt mình có cái ngành nghề truyền thống là nghề làm rượu vang không, có không ạ? Cũng không luôn đúng không? Mà các bạn thử suy nghĩ xem ở Đà Lạt mình có ngành nghề truyền thống gì không? Có món gì truyền thống không các bạn? Rượu cần ha. Rượu cần Lang Biang hay rượu cần của dân tộc hả các bạn? Rồi đặc trưng của một cái dân tộc rồi đó rồi ha, là cũng ở khu vực Đà Lạt mình, không biết có được xem là chứng nhận xuất xứ hay có đăng ký chưa thì không biết ha. Nhưng mà vang á thì các bạn thấy là không phải là một cái ngành nghề truyền thống. Đà Lạt mình làm gì có một cái làng vang nào, một cái làng nghề vang nào đúng không? Chỉ có làng hoa thôi, trồng hoa. Như vậy thì các bạn thấy trong cái vụ kiện này thì cuối cùng á thì Vĩnh Tiến đã phải đổi cái tên và loại bỏ cái từ Đà Lạt ra khỏi cái vang đỏ Đà Lạt mình rồi, và nó đặt tên là vang Lang Biang, được không? Bây giờ nó không phải là vang đỏ Đà Lạt nữa mà là vang Lang Biang của Vĩnh Tiến nha. Còn vang Đà Lạt là vẫn thuộc về về vang Đà Lạt của công ty thực phẩm Lâm Đồng đó. Cho nên các bạn thấy là để mà được công nhận cái từ đó là chỉ dẫn địa lý hoặc là chứng nhận xuất xứ thì đầu tiên nè, thứ nhất là nguyên nhiên vật liệu hoặc là cái sản phẩm đó được trồng hoặc được sản xuất tại một cái địa danh, một cái địa phương nào đó, và nó có một cái đặc điểm nổi trội nào đó, chất lượng cao hơn vân vân, nó sẽ gọi là support cho cái việc là người ta lựa chọn cái sản phẩm. Cái thứ hai nữa là nếu như là nó là một cái ngành nghề truyền thống đó, một 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 cái cách chế tạo sản phẩm mà được công nhận là một một cái ngành nghề truyền thống thì nó phải là có một cái làng hoặc là một cái nơi mà người ta sinh sống và người ta sản xuất từ đời này, gọi là truyền thống mà, cho nên nó phải là một cái nghề bắt nguồn từ cái chỗ này sinh ra thì mới được. Giờ ví dụ như Đà Lạt mình có cái món gì á, đứa nào nghĩ ra cái công thức gì mới mới á, nấu ra một cái món ăn gì đó và nó xuất phát từ Đà Lạt mình nè, và nó phát triển từ năm này qua năm khác, năm nay qua năm khác, và trở thành một cái món ăn đặc trưng của Đà Lạt thì đó được gọi là một ngành nghề truyền thống. Nhưng mà các bạn thấy là vang Đà Lạt họ đã gì các bạn, gọi là đi qua nước ngoài họ học cái công thức này rồi họ đem từ đó về họ đưa vào để sản xuất tại Đà Lạt thôi, chứ không phải là cái đó là một cái nghề truyền thống nó xuất phát từ Đà Lạt. Phải phân biệt ha, phân biệt nhiều người họ họ
họ không không có phân biệt được và họ không biết sử dụng như thế nào cho nó đúng, đặc biệt là những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ các bạn. Cho nên là các bạn thấy là nó buồn cười lắm, nó dẫn tới những cái việc rất là buồn cười. Ví dụ như cô nói, để cô kể cho các bạn một câu chuyện về bún bò Huế đó, tức là khi mà nổi lên cái phong trào xây dựng thương hiệu với là đăng ký nhãn hiệu, đăng ký chỉ dẫn địa lý vân vân á, thì gọi là ở thành phố Huế, mấy ông trên thành phố Huế ổng đi đăng ký một cái gọi là chỉ dẫn địa lý, tức là nguồn gốc xuất xứ cho cái bún bò Huế. Mà khi mà đăng ký xong á thì ổng nói như thế này nè: sau khi mà ổng đăng ký xong mà ai mà bán bún bò Huế á, thì phải đến Huế để mà đăng ký thì mới được bán, và để cái chữ là bún bò Huế trên nó, tại vì cái chữ Huế trong cái chữ bún bò là chữ chỉ dẫn địa lý ha. Nhưng mà nó lại gây tranh cãi, đó là một cái món ăn ở toàn quốc và không biết nó xuất hiện từ nào, khi nào, mà ở địa phương nào cũng có cái món bún bò Huế đó hết á. Và người ta nói là nếu tính tới cái thời điểm xuất hiện á, thì xuất hiện cũng cũng sẽ trùng cái thời điểm Huế xuất hiện cái món bún bò Huế đó luôn. Vậy thì Huế có thể chứng minh được là cái xuất xứ từ họ ra hay là không, nó gây ra nhiều cái tranh cãi lắm các bạn. Xong rồi thêm một cái đoạn là bây giờ đứa nào mà muốn dùng cái chứng nhận này phải về thành phố Huế để đăng ký nữa chứ, tức là những cái quán bún bò nếu mà giờ muốn để bún bò Huế trên nó thì phải đi về đó đăng ký, còn không thì phải gỡ cái từ Huế ra, cũng thôi là vi phạm, ai mà làm cho được. Xong rồi bắt đầu là báo chí nói ra nói vô, xong rồi mấy ông ở đâu ông thấy ông nhục quá, xong ông nói là không phải đâu nha, tại vì ổng đi đăng ký cái logo thôi, cái logo cũng như là cái logo, cái chứng nhận về cái bún bò ở Huế như vậy thôi, và nếu như ai mà muốn sử dụng cái logo đó đó thì mới tới để mà đăng ký, tức là ông cháu ông nói như vậy. Nhưng mà các bạn thấy đó, họ các cấp họ cũng hiểu nhầm về cái vấn đề này nên tạo ra những cái câu chuyện rất là buồn cười đó. Rồi một cái yếu tố thứ hai mà các bạn thấy mà chúng ta cần phải phân biệt được nữa, đó là cái chứng nhận về chất lượng sản phẩm. Thì cái chứng nhận chất lượng sản phẩm là những cái dấu hiệu khác trên bao bì, ví dụ như là họ tạo cái sự phân cấp chất lượng tương ứng với các cấp độ tiêu chuẩn quy định. Ví dụ như là các bạn thấy trên cái bao bì của chúng ta đó, ngoài cái chỉ dẫn địa lý, ngoài cái logo và cái tên thương hiệu vân vân, thì nó còn có những cái dấu hiệu khác nữa. Ví dụ như các bạn thấy là có một cái số sản phẩm nó có dụng như ISO 2001, hoặc là ISO 14000, hoặc là tiêu chuẩn HACCP gì đó, an toàn vệ sinh thực phẩm gì đó, đúng không? Rồi cái gì chỉ dấu tích nha, hàng Việt Nam chất lượng cao rồi đó, thì cái đó không phải là cái dấu hiệu để mà chúng ta phân biệt về thương hiệu nha các bạn nha, và cũng không phải là nhãn hiệu, mà nó là cái chứng nhận chất lượng sản phẩm thôi. Nó chứng nhận chất lượng sản phẩm để tạo một cái niềm tin, hoặc là chứng tỏ là công ty hoặc là sản phẩm của các bạn nó đạt được một cái đẳng cấp, hoặc là một cái cấp chất lượng quy định nào đó phù hợp để mà đưa ra thị trường. Ví dụ như là các bạn thấy là cái tiêu chuẩn Việt Gáp chẳng hạn, thì đó cũng là một cái chứng nhận chất lượng sản phẩm. Ở châu Âu thì nó có những cái, hoặc là một vài nước thì nó có những cái chứng nhận khác. Ở Việt Nam mình thì ví dụ như hàng Việt Nam chất lượng cao, vân vân. Thì chúng ta phân biệt nha, cho nên là không phải là bất kỳ những cái biểu tượng nào ở trên cái bao bì sản phẩm đều là nhãn hiệu hết ha, không phải, chúng ta phải phân biệt ra được. Rồi một số những cái dấu hiệu mà chúng ta cần phải hiểu nè. Ví dụ như là các bạn thấy là cái chữ C ha, các bạn hay thấy cái chữ C vòng tròn á, tức là copyrighted, tức là bản quyền rồi. Và đây là những cái dấu hiệu được cấp cho những cái sản phẩm dưới dạng là những cái băng đĩa ha, hoặc là hình ảnh vân vân. Thì là gọi là không được sao chép ha, nếu mà chưa được sự đồng ý của người sở hữu á, gọi là băng đĩa lậu á, thì nó đã vi phạm vào cái copyright này rồi. Nếu như là cái băng hoặc cái đĩa đó, ví dụ như của Paris by Night vân vân đó, các bạn thấy là đã copyright rồi mà vẫn đi sao chép được, ở Việt Nam mình chép đời ha. Rồi các bạn thấy là cái chữ R này đúng không, một cái chữ R này ở đây là cái logo của Thiên Long này, các bạn thấy không?
xong rồi nó có cái chữ R ở trên đó. Bây giờ các bạn tìm xem là xung quanh các bạn có cái thương hiệu nào không, bạn đang 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 xung quanh các bạn có cái gì không, cái thương hiệu nào đã đăng ký rồi không đó, thì các bạn thấy nó đều có một cái chữ R ở trên này này, tức là registered trademark, tức là nhãn hiệu đã được đăng ký rồi. Còn nếu không có chữ R này có nghĩa là chưa được đăng ký này, tức là đã được đăng ký rồi thì là được bảo hộ rồi đó nha, cái chữ R này nè. Nên là các bạn thấy nhiều cái thương hiệu tự nhiên là có cái chữ R này, không biết chữ R là cái gì, tức là registered trademark đã đăng ký rồi đó, cùng là gọi là đánh dấu chỗ này, các bạn biết không? Có đợt cô dạy quản trị thương hiệu á, cô đi cho thi và cô cho ngay cái logo Thiên Long luôn ha, và đúng cái hình này luôn. Xong rồi cô bảo các bạn là hãy phân tích ha, phân tích cái ý nghĩa cũng như là phân tích về cái logo, cái biểu trưng của công ty Thiên Long. Thì các bạn thấy là trước đây thì là cái chữ tờ và cái chữ L này nó làm ngắn lại một tí, nó không dài vậy, mà nó ở phía trong này nó có một cái móc ra, nó giống như hình ảnh của cái cây bút á ha. Thì các bạn thấy là trong cái logo này nè thì có cái chữ tờ và cái chữ L ghép lưng lại với nhau, và hai cái màu mực đặc trưng của Thiên Long ha, nó là màu xanh và màu đỏ ha. Cái chữ Thiên Long ở dưới độ phân tích được khí thế luôn, là cái độ nghiêng, là tạo một cái sự dễ nhìn nè, rồi là cái tỷ lệ, cái độ dày, độ mỏng, giống như là tạo nên là một cái bàn tay mà đang đưa lên nè, đưa lên giống như là number one đó các bạn. Để giống như là khẳng định cái vị thế của mình nè, vân vân, đủ phân tích hay cực kỳ luôn. Xong các bạn biết thêm nội dung gì không? Và khi mà cô in thi là thi giấy với các bạn, nên là khi in nó thì in trắng đen á, cho nên cái chữ R này nó không biết nó có rõ gì không, cô không biết nữa, nhưng mà nhìn thấy giống như là một cái mặt trời soi sáng vậy đó. Nên là bạn đưa luôn về cái mặt trời dùng chữ R này vô là giống như là một cái mặt trời á, nó nằm phía trên của cái logo Thiên Long, và giống như là một cái định hướng và luôn luôn là soi sáng dẫn đường cho Thiên Long phát triển. Trời, cô đọc xong mà cô thì chứ vừa buồn cười mà vừa bực mình, đúng không? Đấy, cái chữ R này nè các bạn nè, là các bạn thấy ở nhiều nơi lắm, nhiều cái thương hiệu lắm, có nghĩa nó đăng ký rồi thôi nha. Rồi cái trademark nè, cái trademark thì nó là cái chữ TM, thì nó là ví dụ như là các bạn thấy Google có chữ TM nhỏ nhỏ nè, cái chữ TM nhỏ nhỏ phía sau nè, thì nó là cái vừa là cái tên ha, vừa vừa là cái tên, vừa là cái logo, và cũng đã được đăng ký rồi, đúng không? Tức là vừa vừa là tên gọi, vừa là logo luôn. Các bạn thấy là cái từ Google này vừa là tên gọi nhưng nó vừa là cái logo luôn, nên là nó đứng một mình cũng được mà nó không đứng một mình cũng được. Và cái công ty này thì cái trademark của nó cũng là Google luôn nha, cho nên là nó gọi là cái TM này nha, gọi là cái trademark đó. Thì đó là một số cái dấu hiệu khác mà chúng ta cần phải phải nhận biết được ha, nhận biết được. Bữa giờ coi không biết nó là gì đó thì giờ biết rồi nha. Và chúng ta sẽ kết thúc thư chương số 1 bằng một cái câu điều luật về xây dựng thương hiệu rất là nổi tiếng, là 22 điều luật xây dựng thương hiệu và marketing của Onrise và Laura Rice, rất là nổi tiếng luôn. Nếu như mà các bạn có thì các bạn nên đọc. Thì ở đây cái điều luật đầu tiên mà cô muốn nói cho các bạn là luật kiên định, và nó có ý nghĩa đó là một thương hiệu thì không phải xây dựng qua một đêm, tức là không phải tự nhiên mà chúng ta có cái giá trị thương hiệu như vậy. Không phải tự nhiên mà thương hiệu có thể đem đến những cái như mà chúng ta vừa mới trao đổi, mà là nó phải được xây dựng thông qua một cái quá trình rất là dài, và cái người xây dựng thương hiệu này cũng phải nỗ lực rất là nhiều trong cái việc là tạo dựng, rồi là phát triển, cũng như là kiểm soát các cái yếu tố có thể ảnh hưởng tới cái quá trình xây dựng thương hiệu của mình. Như vậy thì chúng ta đã đi xong nội dung của chương số 1 rồi ha. Về nội dung lý thuyết của chương số 1 thì chủ yếu là để giới thiệu cho các bạn nắm được khái niệm về thương hiệu là gì, và chúng ta hiểu thương hiệu là gì, nó gồm có những cái yếu tố nào, đúng không ạ? Và thương hiệu thì nó có thể thuộc quyền sở hữu, hoặc là nó sẽ được gán cho những cái thứ gì,
ở xung quanh cuộc sống của chúng ta, cũng như một cách tổng quan chúng ta có thể nhận thấy được cái quá trình xây dựng thương hiệu nó diễn ra như thế nào. Nó rất là dài, nó rất là khó khăn, nó đòi hỏi một cái sự nỗ lực bền bỉ và khéo léo trong cái quá trình truyền thông marketing, cũng như xử lý những cái sự cố, chớp lấy những cái cơ hội có thể mang lại những cái hiệu ứng tốt khi mà chúng ta xây dựng cái cảm xúc về thương hiệu, cái định vị, cái cảm xúc, cái ấn tượng của chúng ta ở trong lòng khách hàng, được không ạ? Thì đó là cái nội dung của chương 1 mà cô muốn truyền tải tới cho các bạn. Tuần sau thì chúng ta sẽ bắt đầu ở chương 2 và các bạn sẽ bắt đầu thuyết trình. Nhờ Nguyên ha, nhờ Nguyên cho các bạn bốc thăm chủ đề dùm cho cô nha, rồi gửi lại dùm cô cái phân công đó nha. Bây giờ cô sẽ tạo một cái điểm danh cho các bạn để các bạn ra các bạn điểm danh.